Một số điều mà mình nhận ra trong quá trình setup đó chính là ánh sáng nó không chỉ làm tăng thẩm mỹ mà nó còn làm tăng hiệu quả trong công việc. Tất nhiên là không phải có ánh sáng thì chúng ta mới làm việc hiệu quả được. Nhưng mà nếu chúng ta có thể tận dụng ánh sáng trong một cái kinh phí nó không quá lớn, vậy thì tại sao chúng ta không làm, đúng nào? Đặc biệt trong một cái bối cảnh mà chúng ta phải ở nhà thường xuyên như là hiện nay. Và đặc biệt hơn nữa, nếu như các bạn làm trong ngành sáng tạo thì không gian làm việc tốt thực sự rất là quan trọng. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các công ty phải chi trả rất là nhiều tiền để mà xây dựng văn phòng với những hình thức ngày một sáng tạo hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các quán cà phê ngày càng đông khách đến làm việc hơn. Còn nếu mà ánh sáng tệ, nó còn ảnh hưởng đến mắt, gây đau đầu một cách từ từ mà có khi đến chính bạn cũng không nhận ra. Hai loại ánh sáng mà các bạn cần phải cân nhắc đó chính là ánh sáng xung quanh và ánh sáng nhấn. Cái tên của nó đã nói quá rõ về chức năng của nó rồi, đúng không? Về ánh sáng xung quanh ấy, thì ưu tiên hàng đầu, ưu tiên số 1 của mình đó chính là hãy tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Mình may mắn khi có một căn phòng hướng đông nam, thừa ánh sáng luôn, thậm chí nó còn gắt đến cái mức mà mình phải làm dịu nó đi. Có rất là nhiều cách để mà làm dịu ánh sáng và cách hiệu quả nhất đó chính là dùng rèm cấu vồng. Dạng rèm này thì nó có một lớp mỏng và nhiều lớp dày, ánh sáng xuyên qua là bao đẹp. Đến cái tầm cuối giờ chiều là những lúc mà làm việc oải lắm rồi, muốn nghỉ lắm rồi, thì lúc đó ánh sáng nó bắt đầu chiếu vào và nó lại càng làm tăng tinh thần làm việc của chúng ta hơn. Cách số 2 thì nó sẽ hơi mất thời gian một chút, đó chính là các bạn hãy trồng những cái loại cây, dây, leo. Ví dụ như là ở nhà mình thì mình trồng rất là nhiều những cái cây leo, nó bám từ trên xuống và nó rủ xuống đúng vào cái cửa sổ phòng mình. Và nó sẽ làm giảm thiểu được cái ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào hơn, và cái tia nào nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Mình biết rằng là cái điều này nó hơi phức tạp, khó làm, và thậm chí nhiều bạn còn cho rằng là nó cầu kỳ và mất thời gian. Nhưng mà nếu có thể thì các bạn hãy coi cái công việc này nó là một cái thú vui. Chứ một ngày cắm mặt 10-15 tiếng vào cái màn hình thì nó cũng không phải là một cái cảm giác dễ chịu lắm đâu. Còn nếu mà trường hợp anh em không thể tận dụng ánh sáng tự nhiên để mà làm vùng sáng xung quanh ấy, thì nên sử dụng đèn nhân tạo. Đèn nhân tạo thì nhớ là tránh đèn sợi đốt da, công suất yếu mà nó lại còn chói. Thay vào đó thì anh em hãy sử dụng đèn LED nhé. Ánh sáng nó mềm hơn, sáng cũng đều hơn. Mà cái này cũng không phải lo đâu, bởi bây giờ thì đa số là đèn LED cả rồi mà. Và nhắc đến đèn nhân tạo thì mình cũng chia sẻ luôn với cả anh em về nhiệt độ màu. Hiểu đơn giản là đối với cả mắt người ấy, thì ánh sáng màu vàng nó sẽ có tông ấm, còn ánh sáng màu xanh nó sẽ có tông lạnh. Khi mà anh em làm việc ấy, thì anh em hãy ưu tiên cho mình những góc máy nó có tông ấm đi một chút, thì anh em sẽ có cái cảm giác nó ấm cúng hơn và làm việc nó sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Ngược lại với ánh sáng xanh, anh em sẽ thấy rằng là nó rất là lạnh và thậm chí nó còn gây hại cho mắt cơ. Đó chính là lý do vì sao mà các hãng màn hình ấy luôn quảng cáo là họ có tính năng Blue Light Control, nhưng mà cái hiệu quả của nó đến đâu thì cũng chẳng ai biết ở đâu mà. Thì cái cách mà mình thấy rằng là anh em hay làm nhất để mà tạo ánh sáng xung quanh bằng nguồn sáng nhân tạo, đó chính là dán những cái dải đèn LED tông màu ấm ở phía sau cạnh bàn. Anh em hãy chọn cho bản thân mình một cái tông màu ấm, mình đảm bảo rằng là góc máy của anh em nó sẽ cải thiện hơn, thấy rõ luôn. Còn những loại đèn khác mà anh em muốn tạo ánh sáng nhấn bên cạnh ánh sáng xung quanh ấy, thì mình thấy rằng là anh em cũng nên chọn tông màu nó hơi tương đồng một chút, bởi vì cái màu sắc monochrome nó sẽ giúp cho không gian nó gọn gàng hơn, thấy rõ luôn. Hoặc là anh em cũng có thể là dán những cái đèn xung quanh xoay quanh màn hình trông nó ổn áp phết. Cái này thì tùy thuộc vào gu và mức độ sáng tạo của anh em thôi. Và bây giờ thì mình sẽ để một số những góc setup mà mình ưng ý nhất để cho anh em tham khảo nhé. Hay đỡ phức tạp thì anh em cũng có thể sử dụng luôn đèn bàn. Anh em có thể là mua những loại đèn Xiaomi kiểu như này cũng rất là ok. Hoặc là mình trộm luôn cái đèn cong này của vợ, chiếu đúng cái vị trí của màn hình, vừa ngăn được ánh sáng xanh từ màn hình mà nó lại còn vừa tạo ra ánh sáng xung quanh rất là hiệu quả. Cái này thì cỡ vào khoảng là 1,8 triệu gì đó. Nhưng mà mình sử dụng cái đèn kiểu này cũng chưa phải là cái giải pháp tối ưu nhất, bởi vì cái vùng sáng của nó đánh khá là lớn và ánh sáng của nó sẽ phản xạ kiểu như này này. Công nhận là nó đã làm giảm được ánh sáng xanh từ màn hình thật đấy, nhưng mà cái mắt của chúng ta nó vẫn chưa quá dịu, bởi vì do cái ánh sáng nó phản xạ từ đèn vào màn hình và vào mắt của chúng ta. Và thế là người ta lại sinh ra một cái loại đèn gọi là screen bar, gắn vào trên cái màn hình và nó sẽ thế này. Và thông thường nếu như bạn đã mua những loại đèn screen bar kiểu như này ấy, thì nên mua loại thay đổi được nhiệt độ màu, độ sáng các kiểu luôn. Mình thấy rằng là một số anh em bảo rằng là cái đèn screen bar này để làm màu, nhưng mà ngoài việc nó làm giảm ánh sáng xanh ấy, thì nó còn làm tăng ánh sáng xung quanh này. Nó còn tạo cho các bạn một cái không gian ánh sáng nhỏ ấm áp để mà làm việc này. Nó cũng giúp cho các bạn đỡ bừa bộn cái bàn hơn, bởi vì thay vì việc là các bạn đi mua những cái loại đèn bàn đúng không, thì bây giờ các bạn mua những cái loại đèn gắn lên cái màn hình đó, nó tiết kiệm không gian mà cái mức giá của nó cũng rẻ, chỉ từ vào khoảng là 500.000 cho đến 1 triệu tùy từng loại sản phẩm.
nên là mình thấy rằng đây cũng là một cái món đồ rất là đáng mua. Ok, và hy vọng rằng trong video ngày hôm nay cũng như là trong những video thuộc series cùng nhau setup sẽ mang đến cho anh em một ít cảm hứng để mà anh em có thể là tự build lên cho bản thân mình những góc làm việc nó lý tưởng nhất. Đợt dịch này rất là ban căng và để mà đi ra ngoài mua thêm đồ để mà trang trí phòng nó cũng rất là khó. Mình hoàn toàn biết điều đó, nhưng mà cái việc là điều khiển ánh sáng ấy, anh em hoàn toàn có thể là tận dụng những vật dụng trong nhà. Ví dụ như là căn phòng này này, mình trôm luôn của ông anh mình đi lấy vợ cái là mình lấy luôn cái phòng này. Đấy, cái phòng này thì mình bỏ hết cả giường ra rồi build lên các thứ thành một cái phòng làm việc luôn. Nó rất là yên tĩnh, một cái không gian gọi là dedicated workspace, là chuyên để làm việc ấy. Và còn cái đèn này này thì mình trôm luôn của vợ mình. Đó, anh em có thể là tận dụng những cái vật dụng trong nhà. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích build này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.